Hello anh em, chào mừng anh em đến với The Experience Game. Nếu như ở video trước mình đã hướng dẫn anh em cách để lấy bộ combo Build Samurai hoàn toàn thuần theo hệ sấm sét, thì ở video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách để lấy một bộ combo khác cũng dành cho hệ Samurai nhưng lại toàn diện hơn, có thể khai thác được nguồn sức mạnh từ hai hệ nguyên tố lửa điện, đồng thời tận dụng được luôn nguồn sức mạnh từ hai hiệu ứng trạng thái Bloodlust và Frostbite nha. Và bộ combo này có tên là Samurai Nguyên Tố. Ok, với bộ combo này thì sẽ gồm có 4 món đồ: bộ đôi Katana Dragon Scale Blade và Nagakiba, Axe of War Flaming Strike và cuối cùng là bộ giáp Samurai White Reed. Với bộ đôi Katana này thì anh em sẽ cầm thanh Dragon Scale Blade ở bên tay phải và thanh Nagakiba ở bên tay trái. Về thanh Dragon Scale Blade thì thanh Katana này đã được nâng cấp về mặt sức mạnh ở phiên bản 1.07, nên là Dragon Scale Blade đang là một trong những thanh Katana rất mạnh trong những phiên bản gần đây. Khi sử dụng skill của thanh katana thì anh em sẽ triệu hồi vào thanh kiếm và giáng nó xuống mặt đất, một nguồn sức mạnh của người dân thành phố Eternal City, Ice Lightning. Nguồn sức mạnh này sẽ kích hoạt cho thanh kiếm của anh em nguồn sức mạnh của sấm sét, đồng thời bút thêm nội tại Frostbite lên thanh kiếm trong vòng 45 giây. Ok, còn về thanh Nagakiba thì anh em sẽ gắn thêm cho nó một Axe of War có tên là Flaming Strike. Khi sử dụng Axe of War này thì anh em sẽ ném ra phía trước một ngọn lửa theo hình vòng cung, và sau đó chém thanh kiếm xuyên qua ngọn lửa, yểm vào trong thanh kiếm nguồn sức mạnh của lửa trong vòng 20 giây. Việc kết hợp bộ đôi katana này với nhau sẽ giúp cho các đòn đánh thường của anh em gây ra được sát thương từ hai hệ nguyên tố, đó là lửa và sấm sét. Bên cạnh đó thì nó cũng giúp cho những đòn tấn công có thể kích hoạt được hai hiệu ứng trạng thái, đó là Bloodlust và Frostbite, nhờ vào nội tại của thanh Nagakiba và thanh Dragon Scale Blade. Ngoài ra thì hiệu ứng đốt cháy của Axe of War Flaming Strike sẽ giúp cho hiệu ứng Frostbite của thanh Dragon Scale Blade có thể tái kích hoạt được một cách liên tục. Từ đó thì việc kết hợp hai thanh kiếm này sẽ giúp cho anh em có thể gây ra được một lượng đam khổng lồ dựa theo 5 nguồn sát thương: lửa, điện, Bloodlust, Frostbite và sát thương vật lý. Ok, tiếp theo sẽ là bộ giáp White Reed. Thì đây là bộ giáp được mặc bởi các Samurai Inaba, những đệ tử của kiếm sĩ vĩ đại Okina, kẻ đang nắm giữ trong tay thanh katana huyền thoại River of Blood. Thì ngoài vẻ ngoài mang đậm chất Samurai thì bộ White Reed này còn mang lại các chỉ số chống chịu và chỉ số cân nặng tương đối tốt mà anh em có thể mặc để chiến đấu ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối game. Ok, bây giờ mình sẽ đến với thanh Dragon Scale Blade trước nha. Thì vị trí của nó sẽ nằm ở đây trên con sông Lake of Rot. Thì để đến được con sông này, anh em sẽ cần phải làm theo nhiệm vụ của Rennie thì anh em mới có thể mở khóa được con sông. Thì mình cũng có làm một video hướng dẫn về cách để thực hiện questline và cách để mở khóa được khu vực này. Nếu anh em muốn tham khảo thì mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả cho anh em tham khảo nha. Ok, ở đây thì anh em sẽ chạy một mạch theo hướng gần với sao của con sông này. Thì trên đường đi anh em sẽ bị chất độc Scarlet Rot ăn mòn. Thì anh em có thể sử dụng spell Flame Cleanse Me hoặc là cục Bolus Preserving để chữa được khỏi hiệu ứng Scarlet Rot này. Khi đã tới được phần giữa của con sông thì anh em sẽ gặp được một con boss có tên là Dragon Skin Soldier. Thì sau khi tiêu diệt được con boss này, anh em sẽ nhận được thanh Dragon Scale Blade. Để sử dụng được thanh kiếm này thì anh em sẽ cần phải có ít nhất 12 điểm cho Strength và 20 điểm cho Dex thì mới có thể sử dụng được. Ok, tiếp theo là mình sẽ đến với bộ đôi Nagakiba và Axe of War Flaming Strike. Với thanh Nagakiba thì anh em sẽ cần phải làm theo một cái questline của thợ săn Yura thì anh em mới có thể lấy được thanh katana này. Thì mình cũng có làm một video hướng dẫn về cách để lấy được thanh katana. Nếu anh em muốn tham khảo thì mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả cho anh em tham khảo nha. Ok, còn về Axe of War Flaming Strike thì vị trí của nó sẽ nằm tại đây trên bản đồ Redman Castle. Thì anh em có thể xuất phát tại một điểm grid side có tên là Impassable Bridge. Ở đây thì anh em sẽ thấy một con bọ hung đang đầy rơm, anh em đánh nó và anh em sẽ nhận được Axe of War Flaming Strike. Ok, sau khi đã lấy được bộ đôi này, ở phần gắn Flaming Strike cho thanh Nagakiba, ở phần chọn Affinity thì anh em sẽ chọn Option 5.
thì việc chọn option này là để khi anh em không sử dụng Axe of War Flaming Strike thì những đòn đánh thường của anh em vẫn gây ra được hiệu ứng đốt cháy. Ok, cuối cùng sẽ là bộ giáp White Ridge, thì vị trí của nó sẽ nằm tại một hang động có tên là Spirit Caller ở trên bản đồ băng tuyết. Ở đây thì anh em sẽ cần phải dùng đến hai chiếc chìa khóa Stone Sword Key thì mới có thể mở khóa được cái phong ấn ở phần cửa hang. Khi đã vào được bên trong hang động, anh em sẽ đi tìm một cái gốc cây lớn. Ở gần gốc cây đó thì anh em sẽ nhặt được bộ giáp Quirit. Thì trên đường đi đến gốc cây đó thì anh em sẽ gặp rất nhiều sói và samurai. Thì tất cả bọn quái này đều là những linh hồn đã được triệu hồi. Thì anh em sẽ đi tìm những con ốc sên trắng và đánh vào bọn nó là anh em sẽ tiêu diệt được hết tất cả bọn quái. Ok, và sau khi đã lấy được bộ giáp thì nguyên bản của nó sẽ có hình như thế này. Nếu anh em muốn phối đồ cho samurai giống như mình thì anh em có thể phối với chiếc quần của Ronin. Thì anh em có thể tham khảo video này để xem cách để lấy bộ quần áo của Ronin nha. Còn về chiếc mũ thì anh em có thể thay thế nó bằng chiếc khăn bịt mặt của Bandit. Thì anh em có thể mua được chiếc khăn bịt mặt này tại một anh bán hàng ở vị trí này trên bản đồ Limgrave với giá 1.500 runes. Ok, và sau khi đã lấy được đủ bộ combo thì bây giờ mình sẽ đến với phần nâng cấp chỉ số nha. Với bộ combo này thì anh em sẽ tập trung vào nâng cấp 3 chỉ số, đó là Vigor, Dexterity và Strength. Với chỉ số Vigor cao thì nó sẽ giúp cho Samurai của anh em có thể trụ được đường lâu hơn, đặc biệt là về giai đoạn giữa và giai đoạn cuối game. Còn về Dexterity và Strength, bởi vì cả hai thanh katana này đều được scale với Dex và Strength, nên việc chia đều điểm cho hai chỉ số này sẽ giúp cho hai thanh kiếm gây ra được nhiều sát thương hơn. Còn về Mind và Endurance thì anh em cũng có thể ưu tiên một ít điểm cho hai chỉ số này, bởi vì nó sẽ giúp cho anh em có thể sử dụng được skill và các đòn đánh thường một cách liên tục hơn. Ngoài ra thì anh em cũng có thể cộng thêm một ít điểm cho Arcane nếu anh em muốn gây ra hiệu ứng Bloodlust một cách nhanh chóng hơn. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn anh em xong cách để lấy được một bộ combo cực kỳ xịn dành cho hệ Samurai ở giai đoạn cuối game. Nếu anh em thấy video này hay thì hãy ủng hộ mình bằng một like và một subscribe để không bỏ lỡ những video hướng dẫn về Elden Ring tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.